Hello quý vị và các bạn thân mến. Hôm nay mình chơi một trò chơi cho đỡ buồn nha. Này. Thì mấy bạn thường nói ở trong đầu đĩa CD thì nó sẽ có cái con chip giải mã. Tại vì đĩa CD là nhạc số thì nó cũng cần một con chip để giải mã. Thì đây, bây giờ mình chơi trò chơi với quý vị và các bạn vui chơi. Thì sẵn mình tháo cái đầu CD này ra mình vệ sinh nè. Đó, quá dơ. Cái đầu CD này là việc để dành mà để test máy cho quý vị và các bạn test lo rồi đó. Trước khi mà đi mình test sử dụng đầu CD cho nó chuẩn cho nó nhanh. Nhạc trên mạng thì đôi khi mình mở tivi đồ này nọ thì nó lâu. Đấy, quá bụi. Hôm nay việc mở ra việc vệ sinh. Rồi sẵn đây là việc sẵn đây là việc mời quý vị và các bạn nào hay nối cái đầu CD nó có con chip giải mã ở trong này thì mời quý vị xem con chip giải mã nó nằm ở chỗ nào nha. Đây. Cái đầu này là đầu gì đây? Kenwood DB6020 20 bit nha quý vị và các bạn. Đây. 20 bit. Đấy. Mình nói là đầu CD nó có con chip giải mã thì bây giờ mình phải tìm con chip giải mã coi nó nằm ở đâu. Này là cho một video vui thôi nha quý vị và các bạn. Đấy. Rồi để mở ra cái sẵn vệ sinh rồi mình mở ra luôn. Rồi mở ra rồi đây quý vị để quay cho quý vị xem nha, chơi trò chơi vui. Quý vị nào tinh mắt đón ra con chip giải mã nằm ở đâu. Đấy. Cái này là 24 bit nha, chắc có lẽ là quý vị nhìn hơi không rõ, để mình quay sát một tí xíu cho quý vị nhìn thấy số nha. Đây. Đó. Rồi những cái con bên đây đấy, con nào con chip giải mã là con nào đâu đấy. Đây đây lấy nét cho quý vị xem. Rảnh quay chơi vui nha quý vị và các bạn. Đấy. Rồi, theo quý vị là con chip giải mã của cái đầu CD này nó nằm ở đâu và chỉ số nào là chỉ số của con chip giải mã? Quý vị và các bạn hãy để lại bình luận comment ở phía dưới video này nha. Anh em mình chơi vui. Đấy. Đó, CD thì phải đương nhiên phải có con chip giải mã rồi. Nhưng mà nó nằm ở đâu mới quan trọng. Video làm vui thôi nha quý vị và các bạn, đừng chửi mình tào lao nha. Cái video này là rảnh không có chuyện gì làm, mình sẵn làm cái video này để chia sẻ với quý vị và các bạn. Trời ơi, cái con tụ này nó muốn banh rồi quý vị. Nó bị bung ra luôn rồi. Đúng là đầu cũ. Cái đầu này xài biết bao lâu rồi quý vị. Mình bỏ nó ở phía sau nè. Coi như là không có nhìn tới nó luôn đó. Mà nó vẫn hoạt động tốt, con tụ này nó banh nó gần nổ ra luôn mà nó vẫn còn hát hát bình thường à. Đấy. Rồi quý vị và các bạn nào biết cái đầu CD này chạy con giải mã gì thì bình luận nha. Còn quý vị nào mà hay nữa thì nhìn coi ở trên này đó. Cái con nào là con giải mã nha, nằm ở vị trí nào đấy. Rồi đầu CD này là gì đây? Compact Disc Play DB6020 Kenwood
hàng cỏ đây, còn đây một số thông số nữa đây đó quý vị, đây để quý vị xem nha. Rồi chào quý vị nha.